đi đâu ấy? Đi sang quân bồ. Con mới chăm được em nhà quê. Người xinh, nó mơn mởn một người, thơm như muối trầu riêng ấy. Tuy hơi phèn phèn thung thủ nhưng mà ăn bao phê. Anh lớn bằng này vẫn ế, anh còn phải học tập em nhiều nhá. Nó kìa. Alo, mày à? Ừ. Rồi, hôm qua mới chăn được một thằng cu dễ thương ra phết. Ừ, như một tấm chiếu mới chưa trải luôn. Tao chỉ cần giả vờ say nhá, gục vào người nó phát. Thế là thằng cu xoắn hết cả lên. Mày thế, có rổ ốc, có một thằng đổ luôn. Tưởng mình là gà, mà ra là thóc. Oh no. Thóc gà gì? Thôi. Anh này, đi đâu đây? Này, tối nay lên đổ luôn đi nhá. Tao với mày đi săn dài tiếp. Tao với mày đi săn dài tiếp. Mày á? Mày không ngồi đấy chơi được à? Cô giáo mày đang đến đấy kìa, mặt hăm hăm luôn, sợ chưa? May cho mày nhá, mày bố mẹ cô ở nhà không là mày chết nhá. Ôi trời, chết rồi anh ơi. Hả? Sáng nay em trốn học đi chơi điện tử. Đi trốn, có gì cô giáo bảo anh nói giúp cho nhá. Hả? Ừ. Anh nói giúp à? Ừ. Không được. Sao? Anh mới là người phải trốn đi đấy. Sao tao phải trốn? Thì tuần trước em cũng nghỉ học. Em lấy lý do là gì? Anh mất. What? Mày ơi, mày cô giáo kìa. Chào cậu, tôi sang đây để gặp phụ huynh của em Tôm. Chào cô giáo, hôm nay bố mẹ con không có ở nhà. Cô giáo có gì thì cứ nói với tôi nhá. Anh không phải tuần trước anh chết rồi sao? Hay là giữa tuần tôi về con à? Anh diễn đạt quá. Ý trời ơi. Em gọi anh tới đây có việc gì đó? Anh ơi. Hả? Em có bầu rồi. Em có bầu rồi. Thật á? Thật ạ. Thế bây giờ phải làm nào ạ? Còn làm thế nào nữa? Sai thì sửa, một chữa thì đẻ luôn nhá. Để anh gọi điện về cho mẹ khoe. Ừ, nhưng mà anh ơi, đấy không phải là con của anh. Đấy không phải là con của anh. Thế này, không phải con của tôi á? Không phải con của tôi, là con của thằng nào? Rồi ơi, con gái mang nặng đẻ đau đã đủ mệt lắm rồi. Anh đừng có hỏi là con của ai nữa có được không? Cô cắm sừng tôi, cô lại còn lớn tiếng với tôi đúng không? Thế bây giờ một cười tôi nữa không? Cười cái gì? Mi điên à? Thằng này có được ăn ốc đâu mà bắt đầu bỏ chiến tay. Trời ơi, biết ngay mà đàn ông đều là một lũ khốn nạn. Bắt đền cả 10 thằng thì cả 10 thằng chối. Bắt đền cả 10 thằng thì cả 10 thằng chối. Chị ơi, chị xinh gái. Chị đi đâu đây? Tôi đi bắt đèn. Đi bắt đèn á? Thế thẩm mỹ viện này, Lisa, bọn em làm gì sai với chị à? Tôi bị chó cắn. Chị chỉ được cái vui tính đi. Chị bị chó cắn, chị phải đi bắt đèn con chó chứ sao chị lại đến đây? Nhìn đi. Ủa, ai mà lại mặt rỗ chán rô, lông mày lô nhô, mũi mày mồm như cái chó này? Ai đây chị? Tôi đấy. Chị ạ, em xin lỗi, em không biết đấy là chị trước khi thẩm mỹ ạ. Nhưng bây giờ chị đẹp rồi, chị đẹp lung linh rồi ạ. Không sao, tôi biết tôi xấu nên tôi mới đi thẩm mỹ chứ. Nhưng mà không ngờ thẩm mỹ xong tôi lại đẹp quá. Đẹp mà. Nhưng mà về nhà con chó nhà tôi nó không nhận ra tôi. Nó tưởng người lạ, nó lao ra nó khóc một cái. Nói chung là tôi phải đi bắt đền. Quản lý đâu? Thế bây giờ là xấu quá không kêu mà đẹp quá không kêu à? Ôi ơi. Anh chào em nhá. Em ơi, anh có một cái câu đố này mà muốn đố em ấy. Đố gì ạ? Anh đố em, bốn thứ quan trọng nhất của người đàn ông là gì? Em không biết. Thứ nhất ý, là gia đình. Thứ hai ý, là sự nghiệp. Thứ ba là tình yêu. Còn thứ tư ý, là cuối tuần này em rảnh không? Anh mời em đi ăn. Thế anh có biết bốn thứ quan trọng nhất của phụ nữ là gì không? Là gì? Thứ nhất ý, là sức khỏe. Thứ hai là nhan sắc. Thứ ba là trí tuệ. Còn thứ tư ý, ví tiền dày không ý? Tiền á? Tiền thì anh lại... Thế thôi nhá. 20cm. Anh ơi, cái cuối tuần này ở đâu mình đi nhá. Yến này, anh có quà tặng này. Đây là mẹ em, đây là bố em. Yến yêu anh nhá. Nhưng mà em là hoa đã có chủ rồi. Một khi anh đã thích ý, thì cướp hoa, đổi chủ luôn. Nhưng mà em nào chỉ nợ anh ạ. Nợ à? Lo cái gì, anh đầy tiền. Thì mình yêu nhau đi, không cưới luôn được. Nhưng mà anh là tiền án tiền sự cơ. Cho dù anh như thế nào thì vẫn tuyệt. Thật á? Anh tuyệt thật á? Nhưng mà là tuyệt thực.
nhìn là muốn ói. Kể cả Yến có xỉ vả anh như thế nào thì nhìn Yến anh vẫn yêu. Nhưng mà là yêu quái, yêu tinh, yêu nghiệt, yêu nhẹ nhẹ. Yến ạ, cái loại con gái như mày ấy, là tao cứ dí vào nó thèm à. Tao 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 dí vào nó thèm à. Thứ hai đứa chúng mày là xuất chưa? Xuất gì ạ? Xuất phải chứ, xuất cái gì? Từ sáng giờ không thấy đâu. Làm đi nhá, xuất nhanh lên không tao đuổi việc đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ, em xuất file gửi anh ngay ạ. Anh bảo tự nhiên anh đau bụng quá hay là mình vào cái nhà nghỉ đường sau ấy, em cho anh đi phát. Lại định gạ bá gì? Thôi, em biết thừa cái chiêu đau bụng của anh rồi, em không thích đâu. Em ơi, anh nói thật là anh buồn lắm luôn rồi, anh không đi được nữa luôn ấy. Bây giờ em không cho anh vào là anh ra quần đấy, đi vào một phát thôi. Không cho vào là không cho vào mà. Thế bây giờ em có cho anh vào không? Hảo, có cho không? Hảo, chắc nhỉ. Yêu anh ị thật đấy à? Thì chả thật thì đùa. Bảo là buồn lắm rồi cứ không chua. Bảo là buồn lắm rồi cứ không chua. Em cứ tưởng. Tưởng cái cục. Yêu. Anh ơi. Chào anh ạ. Anh ơi, là anh còn uống nước nữa không để cho em dọn lục quán luôn ạ? Anh cứ để em còn ngồi tí nữa. Kia, ra đây. Từ sáng đến giờ có một ông khách mà mày lôi một đống cốc đây là như nào hả? Này anh gì ơi, con trẻ người mà dùng cái này sớm thế này, sau về già là khổ đấy. Em mua tặng chơi thôi, em mua khỏe lắm rồi, nhớ chưa? Ý dọn đấy. Này, em là sao rồi, em ngoan thế nhở, nói gì cứ nghe lời răm rắp ấy. Thì lao động là vinh quang mà anh, mình phải biết gồng gánh để phụ giúp gia đình chứ ạ. Ui đúng là hồng nhan bạc phận. Anh bảo em bỏ quách cái thằng vừa già vừa xấu bán trà đá có tính ấy đi, về với anh nuôi. Thế anh có biết cái thằng vừa già vừa xấu vừa cục cằn đấy là ai không ạ? Là ai? Là anh cũng dẹp tất, anh cũng chấp tất, anh cũng tận tất nhá. Là bố tao đấy. Là bố tao đấy. Này, xe của ai đỗ đây hả? Đây. À, thế cậu đỗ xe đây đúng không? Vâng, xe em. À, xe của cậu. Thế cậu có biết là cậu đang đỗ xe trên vỉa hè không à? Đỗ xe trên vỉa hè như này là vi phạm, cậu biết chưa? Này nhá, em đỗ xe sát quán em, ảnh hưởng đến ai mà vi chứ trả phạm. Cậu có tin là tôi gọi điện cho xe xuống đây cẩu xe của cậu đi không? Ôi, thế này, gọi luôn nhá, gọi cẩu luôn hộ pháp. À, cậu thách tôi đúng không? Em thách anh ơi. À, đừng có thách thằng này nhá, gọi luôn. Gọi đi, sợ. Alo, cho tôi một xe cẩu, xuống ngay đây cẩu cái ô tô này cho tôi nhá, ngay và luôn, chấm hết. Này, ông trộm cắp gì chỗ này đấy? Không, tôi chỉ đứng đây xem thôi. Này, mà sao cậu gan thế? Không sợ người ta giữ xe cho à? Xe em đâu? Mới sáng sớm ra thằng bỏ thằng nào đỗ xe, che hết cả quán của em. Chùa bắt cho chửa. Bây giờ